Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 207. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh Khoa Hội tờ thứ 27. Kinh văn đếm xuống hàng thứ nhất chính là hàng sau cùng. Nhị lợi hành, cái tiểu khoa này, quỷ phạm cụ túc. Kinh văn chỉ có một câu, trang nghiêm chúng hạnh, quỷ phạm cụ túc. Kinh văn tuy là chỉ có 8 chữ, thế nhưng nội dung của 8 cái chữ này rất là sâu rộng. Gần đây, sáng sớm mỗi ngày, chúng ta đang học tập Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Hiện tại giảng đến, dùng Thập Thiện Nghiệp Đạo trang nghiêm Bồ Tát Ba La Mật, trang nghiêm 4 vô lượng tâm của trời sắc giới. Hiện tại giảng đến là trang nghiêm tứ nhiếp pháp. Cái đoạn này vẫn chưa giảng xong, tiếp theo phía sau là trang nghiêm 37 phẩm trợ đạo, chỉ quán cho đến phương tiện. Do đây có thể biết chỗ này trang nghiêm chúng hạnh, 4 cái chữ này chính là bao gồm toàn bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. 4 cái chữ này nếu giảng tỉ mỉ chính là một bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Có thể thấy được nội dung trong đây rất là phong phú. Chúng hạnh, chúng là nhiều. Hạnh là hành vi đời sống của chúng ta. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, bao gồm công việc sinh hoạt thường ngày, đối nhân xử thế tiếp vật đều ở ngay trong đó, nên gọi là chúng hạnh. Trang nghiêm, ý nghĩa của 2 chữ này giải thích trong Phật Kinh gọi là phước huệ nhị nghiêm. Chúng ta từ trong giải thích này có thể thể hội được Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta trải qua đời sống phước huệ cứu cánh viên mãn. Công tác phước huệ cao độ, không luận ở một nơi nghề nghiệp nào, từ nơi một loại công việc nào, đều tràn đầy trí tuệ phước đức cao độ.
bao gồm đối nhân xử thế tiếp vật. Không thứ nào là không biểu hiện phước đức trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đây gọi là trang nghiêm. Phước của trang nghiêm hiện tại chúng ta học thập thiện nghiệp đạo kinh rồi, gần như hiểu được chút ý nghĩa. Từng ly từng tí dùng 10 nghiệp thiện thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày, tất cả giờ tất cả nơi, không thứ nào không tương ưng với 10 thiện. Đây là phước trang nghiêm. Thông đạt đạo lý của Phật, bạn chân thật chịu làm như vậy, đây là huệ. Phật nói cho chúng ta nghe rồi, chúng ta nghe rồi cũng có thể hiểu được đôi chút. 10 nghiệp thiện đích thực là tốt, nhất là Phật dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp. Cái thiện pháp này chính là thập thiện nghiệp đạo. Trú già là không gián đoạn, không phải đem thập thiện nghiệp đạo treo ở ngoài cửa miệng, không phải vậy. Ngày đêm khởi tâm động niệm đều tương ưng với thiện pháp, đây gọi là thường niệm. Không khởi tâm động niệm thì thôi, vừa khởi tâm động niệm quyết định tương ưng với 10 nghiệp thiện. Tư duy thiện pháp, tư duy thiện pháp là chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, đối nhân tiếp vật, chúng ta làm thế nào giúp đỡ người khác, đoạn ác tu thiện. Đây là phải tư duy. Quan sát thiện pháp ngay trong cuộc sống thường ngày, chỉ thấy cái tốt của người khác, không thấy cái xấu của người. Đây là Bồ Tát hạnh chúng ta phải học. Tại vì sao phải học? Đạo lý này rất đơn giản. Thấy cái ác của người khác, ghi nhớ cái ác của người khác trong lòng, tâm của chúng ta cái thiện này liền bị phá hoại rồi. Trong tâm của chúng ta xen tạp bất thiện. Xen tạp không phải bất thiện của chính mình, là bất thiện của người khác. Bạn nói xem có oan uổng hay không? Đem cái bất thiện của người để vào trong tâm của chính mình, tâm của chính mình liền bất thiện rồi. Cái thiện tâm thiện hạnh này liền bị phá hoại rồi. Cho nên chúng ta phải nên ở ngay chỗ này sâu sắc và thể hội. Tất cả thiện ác nhân quả hoàn toàn chính mình gánh lấy trách nhiệm, không liên quan gì với người khác. Lời nói của người khác bất thiện, hành vi bất thiện, không liên quan gì với ta. Tại vì sao chính mình nhất định phải kéo nó về phá hoại tâm thiện, hành thiện
của chính mình. Trách nhiệm phải chính mình gánh. Xem thấy ác hạnh của người khác, nhiều thứ bất thiện, không đem nó để vào trong lòng. Trong Phật Pháp thường nói, thấy như không thấy, nghe như không nghe. Nhà nho dạy người cũng là thấy mà không thấy, nghe mà không nghe. Quyết định không đem nó để vào trong tâm chính mình, không có bất cứ việc gì. Phàm phu không hiểu được cái đạo lý này, không hiểu chân tướng sự thật. Chính mình tâm hạnh bất thiện, luôn là oán trời trách người, dường như đều là người khác hại. Cái cách nghĩ này là sai. Người khác không thể hại bạn được. Nếu người khác hại bạn, Phật Bồ Tát liền có thể cứu. Người khác không thể hại được bạn, Phật Bồ Tát cũng cứu không được bạn. Chính là cái đạo lý này. Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ một người hay không? Không thể giúp. Phật Bồ Tát chân thật nếu có thể giúp người, định luật nhân quả liền bị đẩy lùi. Phật Bồ Tát không làm được. Cho nên nói, Phật Bồ Tát không cứu được bạn, tất cả người này cũng không hại được bạn. Ai hại bạn? Chính mình hại chính mình. Ai cứu bạn? Chính mình cứu chính mình. Đây là lời chân thật, đây là chân lý, đây là chân tướng sự thật của sự thật. Phật có thể giúp đỡ chúng ta, dạy bảo chúng ta, đem đạo lý của vũ trụ nhân sanh nói với bạn rõ ràng, chân tướng sự thật nói rõ ràng. Chúng ta giác ngộ rồi, thay đổi tự làm mới, như vậy thì được cứu. Cho nên bạn chính mình tu hành, bạn xem tự ngộ, chính mình giác ngộ rồi, tự tu tự chứng. Phật không độ chúng sanh là bạn chính mình giác ngộ, chính mình tu hành, chính mình chứng đắc. Nhà Phật nói duyên, duyên có bốn loại. Mọi người đều rất quen thuộc thân nhân duyên. Nói đến thân nhân duyên, mỗi một người đều bình đẳng. Thân nhân duyên là cái gì? Ở nơi phần chúng sanh mà nói, chính là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là thân nhân duyên. Bạn có thể tu hành thành Phật dựa vào cái gì? Dựa vào ta có Phật tánh. Đã có Phật tánh đều sẽ thành Phật. Ở trên kinh Phật thường nói, chúng ta ngày nay mê mất đi Phật tánh, cho nên biến thành chúng sanh, làm những việc sanh tử luân hồi sáu cõi. Làm thế nào có thể giác ngộ tự tánh? Việc này dựa vào Phật Bồ Tát giúp đỡ. Đây là cái duyên thứ hai, sở duyên duyên, phải chính mình phát tâm. Chúng ta ngày nay
Sở duyên chính là phan duyên. Cái chúng ta phan duyên là duyên gì? Cũng chính là nói, hiện tại trong tâm của chúng ta, mỗi niệm tư duy đến là cái gì? Đây chính là sở duyên duyên. Chúng sanh sáu cõi sở duyên duyên đều là tự tư tự lợi. Từ tự tư tự lợi phát triển thành danh vọng lợi dưỡng. Mỗi niệm mong cầu danh vọng lợi dưỡng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn bên trong không ngừng đang tăng thêm. Tham sân si mạn không có tiêu diệt, không hề giảm mấy phần, ngày ngày đang thêm lớn. Đây là sở duyên duyên của phàm phu sáu cõi. Phật nói với chúng ta, những duyên lự này là nghiệp nhân của sáu cõi luân hồi. Tại vì sao bạn có thể đọa sáu cõi luân hồi? Nguyên nhân chính là cái này. Ngày ngày đang tạo nhân luân hồi, làm sao bạn có thể thoát khỏi quả báo của luân hồi? Cho nên tâm tự tư tự lợi, tâm danh lợi, tâm tham sân si mạn, chúng ta đem nó tổng hợp lại nói một danh từ, gọi là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi để học Phật vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Thế nhưng Phật pháp là thiện pháp. Dùng tâm luân hồi học Phật, được quả báo là gì? Phước báo hữu lậu trong sáu cõi. Chúng ta xem trong xã hội hiện tại này, có rất nhiều chúng sanh giàu sang, người lãnh đạo trong các nghề nghiệp, đây là sang quý của họ. Họ có ước vàng tiền tài, đây là giàu có. Quả báo của giàu sang là gì? Dùng tâm luân hồi mà tu phước báo ở trong cửa Phật, họ được là cái này. Chúng ta ở trong Phật pháp tu học một thời gian, hiện tại thì thấy được rất rõ ràng, rất tường tận. Nếu như họ là dùng tâm Bồ Đề để tu phước huệ, thì phước báo không ở tam giới. Họ đi làm Phật, làm Bồ Tát, làm A-la-hán rồi, siêu diệt tam giới, siêu diệt mười pháp giới. Cái này dùng tâm không giống nhau. Tâm luân hồi là tâm mê, hiện tượng của mê. Mỗi niệm vì chính mình, đây là mê. Tâm bình đẳng là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là mỗi niệm vì chúng sanh. Mỗi niệm vì Phật pháp, chánh pháp trường tồn,
giác ngộ chúng sanh. Đây là tâm Bồ Đề. Cũng như đang tu phước tu huệ, dùng tâm không như nhau, quả báo liền hoàn toàn không như nhau. Cái này chúng ta không thể không rõ ràng. Trang nghiêm chúng hạnh, giảng tỉ mỉ. Rất khó. Hiện tại chúng ta đọc Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, nhắc lại các vị đồng tu liền sẽ có ấn tượng sâu hơn một chút. Mười nghiệp thiện ở trên kinh Phật rất từ bi, nêu ra cho chúng ta một thí dụ. Mười nghiệp thiện dùng ở trên bố thí. Bạn xem, không sát sanh bố thí thì được quả báo gì? Không trộm cắp bố thí được quả báo gì? Không tà dâm bố thí thì được quả báo thế nào? Thậm chí không tham, không sân, không si. Mười nghiệp thiện thực tiễn ở trong trì giới. Không sát sanh trì giới, không trộm cắp trì giới, cho đến không tham không sân trì giới. Mỗi mỗi quả báo đều rất thù thắng. Do đây có thể biết, ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta tương đối phức tạp. Từng đi từng tí đều có nhân quả trước sau. Ai có thể thấy được rõ ràng? Phật Bồ Tát thấy được rõ ràng. Người tu hành, người chân thật dụng công cũng có thể thấy được rõ ràng. Công phu càng sâu, cái sâu này là nói định huệ. Công phu định huệ càng sâu, bạn thấy được càng rộng, thấy được càng tinh tế. Thế xuất thế gian pháp, lý giải thấu triệt. Thế là chúng ta tin tưởng lời của Phật nói, quyết định sẽ không quá đáng. Đích thực là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả. Chúng ta tin tưởng. Người thế gian gọi là quan sát tỉ mỉ, không phải công phu như vậy, họ làm sao có thể thấy được rõ ràng? Làm sao có thể thấy được tường tận? Do đây có thể biết, thực tế là chúng ta tâm ý qua loa. Chúng ta đối với cảnh giới hiện thực mờ mịt vô tri, còn tự cho rằng thông minh. Hỏng thì hỏng chính ngay chỗ này. Chân thật là mờ mịt vô tri, tự cho rằng là biết. Là biết thôi. Những lời giáo huấn của Phật dạy cho chúng ta, nếu như chúng ta có thể thể hội được đôi chút,
tâm sám hối tự nhiên mà sanh ra. Không nên nói so với Phật Bồ Tát, cùng với Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa. Bồ Tát sơ tính dị của Đại Thừa, chúng ta so với họ thì một trời một vực. Kém quá xa. Từ những chỗ này mới chân thật thể hội cao thâm của Phật Pháp. Khiến người tán thán, khiến người ngưỡng mộ. Tán thán ngưỡng mộ là thiện hạnh, thế nhưng vẫn chưa đủ vào đâu, cần phải phấn đấu. Phải phát nguyện, phấn đấu nỗ lực hướng Phật Bồ Tát mà học tập. Thì chúng ta mới có thể có thành tựu. Cũng có thể giống như Phật Bồ Tát vậy, trang nghiêm chúng hạnh. Cái chúng hạnh này đơn giản mà nói, chính là từng ly từng tí ngay trong cuộc sống thường ngày. Thuần thiện vô ác, đây là trang nghiêm. Trong thuần thiện đầy đủ phước đức, trí tuệ. Nếu bạn hỏi tại vì sao phải làm như vậy, đây là tự nhiên, không có chút nào miễn cưỡng. Đây là tánh đức lưu lộ viên mãn. Trong kinh Phật thường nói pháp nhĩ như thị, tuyệt đối không khởi tâm động niệm ta muốn làm như vậy mà vừa nghĩ thì sai rồi, không đúng rồi. Bạn nghĩ làm như vậy, đó là tương tự dị, quán hạnh dị. Chư Phật Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ biểu hiện là phần chứng dị. Trên quả địa chư Phật Như Lai là cứu cánh dị. Quay đầu nhìn lại xem chính chúng ta. Chúng ta chính mình mê mất tự tánh quá lâu rồi. Vô lượng kiếp đến nay mê hoặc điên đảo, mê đến hiện tại. Vô lượng kiếp mê hoặc điên đảo không sợ, không xem là việc gì đáng sợ lắm. Ở trên kinh nêu ra một thí dụ, nói với chúng ta chân tướng sự thật, mê hoặc điên đảo của chúng ta. Thí dụ giống như nhà tối ngàn năm vậy. Đây là lời nói của Phật trong kinh. Nhà tối là thí dụ vô minh, mê mất tự tánh. Ngàn năm là thí dụ thời gian lâu dài. Bạn khởi lên một ngọn đèn, bóng tối liền tiêu mất, liền bị xua đuổi rồi. Bạn thấy dễ dàng đến như vậy. Cho nên vô lượng kiếp mê mất tự tánh. Chỉ cần bạn ngày nay giác ngộ, giác ngộ chính là khơi lên một ngọn đèn.
then chốt là ở chúng ta có thể giác ngộ hay không. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở chính pháp giới, các ngài là vì cái gì? Dùng lời nói phàm phu của chúng ta mà nói, giúp chúng ta giác ngộ. Các ngài chỉ vì một việc này, các ngài không vì việc khác, các ngài không có chính mình. Trên Kinh Kim Cang đã nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Các ngài đến làm gì? Chính là vì giúp chúng sanh giác ngộ mà thôi. Bốn kiến bốn tướng phá rồi mới chân thật có thể giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Nếu như vẫn có bốn tướng bốn kiến, họ chính mình bản thân chưa giác ngộ, các ngài làm thế nào giúp người khác giác ngộ? Tôi cũng thường hay ở trong lúc giảng cùng với các đồng tu khích lệ lẫn nhau. Chúng ta học Phật đã học được không ít năm rồi, tại vì sao vẫn không thể vào được cảnh giới này? Nguyên nhân này do đâu? Nguyên nhân chính là tám chữ này. Tự tư tự lợi của chúng ta, cái tâm này vẫn chưa buông xả, tạo thành chướng ngại nghiêm trọng, chúng ta không vào được cửa. Bạn quả nhiên buông xả, tự tư tự lợi rồi. Dùng Phật Pháp mà nói, bạn liền phá được bốn tướng, phá được ngã kiến. Phá ngã tướng, phá ngã kiến. Chúng ta gọi là căn bản phiền não, không phải là cái ý trên Kinh Phật đã nói. Căn bản phiền não trong kiến tư phiền não, bạn đã phá rồi, bạn mới có thể khế nhập cảnh giới. Vào cảnh giới của Phật, Phật nói những lời nói này bạn đều hiểu rồi, nếu như ngã tướng, ngã kiến vẫn kiên cố chấp trước. Thành thật mà nói, Phật nói những lời nói này chúng ta không hiểu, ngày ngày đọc kinh, ý nghĩa trong kinh ra sao không biết, xem chú giải của người xưa cũng xem không hiểu. Bản thân chính mình có chướng ngại, chính mình nhất định phải biết được chướng ngại là từ chính bản thân mình, chính là từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước mà sanh ra. Cái chướng ngại này nếu không đột phá thì không cách gì vào được cửa Phật. Tôi nói lời chân thật với bạn, cái chướng ngại này không đột phá, niệm Phật không thể giảng sanh. Người niệm Phật thì nhiều,
Ngày trước lão cư sĩ Lý Bình Nam thường nói, một vài người niệm Phật có thể giảng sanh chỉ có 2-3 người mà thôi. Là do nguyên nhân gì? 2-3 người này đem tự tư tự lợi buông xả rồi thì họ giảng sanh. Nhiều người niệm Phật như vậy không thể buông xả tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm vẫn là vì lợi ích của ta. Cái ý niệm này đem chính mình tạo thành chướng ngại nghiêm trọng. Đây là hiện tượng của mê, chưa giác ngộ, không có chút giác ngộ nào. Giảng kinh ở chỗ này, bạn thường hay đến nghe, nghe được tốt cũng gật đầu, dường như là hiểu rồi. Cảnh giới hiện tiền vẫn là ta, lợi ích của ta là quan trọng nhất. Bạn liền biết được cái thứ này là thật khó. Tập khí vô lượng kiếp huân thành, bạn rất khó giác ngộ. Bạn phải chân thật buông xả. Bạn mới có thể giác ngộ. Bạn buông xả được càng nhiều, bạn giác ngộ được càng sâu, giác ngộ được càng lớn. Người thân tâm thế giới tất cả buông xả, gọi là đại giác đại ngộ. Phàm phu làm Phật không gì khác. Bồ Tát 41 vị thứ, thông thường nói 51 vị thứ, bao gồm thập hạnh vị. Vị thứ từ chỗ nào mà có? Buông xả nhiều ít, khác biệt mà nói. Giả sử vọng tưởng phân biệt chấp trước có 51 tầng thứ, buông xả một tầng, địa vị của bạn liền nâng lên một cấp. Lại buông xả một tầng, lại nâng lên một cấp. Thấy đều buông xả hết, bạn liền viên mãn thành Phật. Chính là như vậy mà thôi. Có thể thấy được tại vì sao bạn không thể thành tựu. Vì bạn không chịu buông xả. Người tu hành phải mỗi giờ mỗi phút kiểm điểm chính mình. Vì sao vậy? Lỗi lầm của chính mình, phiền não của chính mình không biết. Tại vì sao họ không thể buông xả? Bởi vì họ không biết. Phật dạy bảo chúng ta phương pháp cực kỳ phương tiện khéo léo. Phật dạy bảo chúng ta cái thứ nhất, dạy chúng ta trì giới. Giới vi vô thượng bồ đề bổn. Mà trước khi trì giới, dạy chúng ta tu mười thiện. Mười thiện không phải giới, mười thiện là nền tảng của giới. Nghĩa rộng của trì giới chính là thủ pháp. Thế nhưng người phàm phu luôn cho rằng chính mình có đắc quyền khác với mọi người, cao hơn người một bậc. Đây là phiền não, đây không phải trí tuệ.
Chúng ta xem thấy chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, các ngài hoàn toàn kết thành một khối với chúng sanh. Đây là Bồ Tát. Thông thường chúng ta gọi là bình dị dễ gần. Chắc chắn không ở trong đoàn thể, tạo thành một cái đặc thù, một loại giai cấp, thân phận đặc thù. Phàm hễ không lý giải, nghĩa thú giáo huấn của Phật Đà, họ vẫn là tùy thuận phiền não tập khí. Chúng ta liền biết được phiền não của họ nặng hơn so với người khác. Hay nói cách khác, cho dù ngày ngày đang học Phật, ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày đang nghiên giáo, cũng là chỉ ư ký dấn chi học. Bạn nghe được nhiều, nhớ được nhiều, bạn không vào cảnh giới. Không liên quan gì với giác tánh của bạn. Bạn không giác ngộ. Bạn không cách gì vào cửa. Tu được tốt hơn, nhiều nhất cũng chẳng qua là phước báo hữu lậu trong sáu cõi mà thôi. Phước báo đến nơi nào để hưởng? Năm giới mười thiện của bạn không đầy đủ. Phước báo của bạn đại đa số đều là ở đường súc sanh cùng đường ngạ quỷ để hưởng phước. Trời người hai cõi đều không có phần. Bạn nói xem có đáng thương hay không? Cho nên chúng ta chính mình phải cảnh giác đến. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm không thể không thiện. Cái thiện này chính là trang nghiêm. Hiện tại chúng ta bất thiện, chúng ta phải học thiện. Cách học như thế nào? Nhất định phải học từ oai nghi. Giống thời xưa vậy, dạy học sinh tiểu học, gọi là thiếu thành nhược thiên tính, tập quán thành tự nhiên. Một người nhận giáo dục tốt là từ nhỏ, từ ngày chúng ta mới vừa sanh ra, mắt của chúng vừa mở ra, thì liền phải bảo chúng thấy tất cả thiện pháp, nghe tất cả thiện pháp, cấm gốc cho chúng. Vạn nhất không nên cho rằng chúng vẫn còn rất nhỏ, không hiểu việc, không hề gì. Bạn không biết vừa nhìn thấy qua, vừa nghe qua tai, đã mãi ghi nhớ. Cho nên cái ấn tượng thứ nhất, cái vào trước thì làm chủ. Sự việc này thì khó. Người vào thời xưa biết được, cho nên nhà nho dạy người từ thai giáo vẫn còn chưa ra đời, khi mang thai thì dạy rồi. Chúng ta ngày nay không được nhận qua giáo dục này. Đây là trên kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn rất là cảm khái mà nói: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái tha.
Chúng ta nghe lời nói này thật là đau lòng. Nghe hiểu lời nói này, chúng ta quay đầu, ngày trước không có học, hiện tại học vẫn được, vẫn còn đến kịp. Ngày trước cha mẹ trưởng bối không dạy chúng ta, hiện tại Phật Bồ Tát dạy chúng ta, chúng ta càng phải nên cần phấn nỗ lực để học tập. Phật Pháp phải học từ chỗ nào? Chân thật người trước không hiểu, không có người gì bảo. Phật Pháp học từ Sa Di Luật Nghi. Thế gian Pháp học từ chỗ nào? Hiện tại các bạn nhỏ học Đệ Tử Quy. Khúc lễ, nội tắc trong lễ ký. Học quy củ từ ngay trong đó. Học được cách đối nhân xử thế tiếp vật. Ngày nay chúng ta xem thấy nhà trẻ dạy các bạn nhỏ học Đệ Tử Quy. Các bạn nhỏ có học được hay không? Thầy dạy các bạn nhỏ phải làm được trước. Thì các bạn nhỏ mới có thể học được. Vì sao vậy? Trong kinh Phật chẳng phải thường hay dạy bảo chúng ta hay sao? Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Cái chữ diễn này chính là câu nói phía sau: quỷ phạm cụ túc. Quỷ phạm là biểu diễn, làm cho các bạn nhỏ xem. Để chúng xem được, thấy được, vĩnh viễn ghi nhớ ở trong tâm. Căn bản của học vấn, nền tảng của học vấn, chính là hiếu thân tôn sư. Nho cùng Phật hoàn toàn tương đồng. Thầy dạy học trò, dạy hiếu thuận cha mẹ. Cha mẹ dạy con cái, phải dạy chúng tôn sư trọng đạo. Hai bên phối hợp, hợp tác lẫn nhau, mới có thể dạy thành được trẻ nhỏ. Đơn phương thì không thể dạy thành. Đôi bên cùng dạy, nếu cha mẹ không tôn trọng thầy giáo, con cái của bạn làm sao có thể tôn kính thầy giáo? Không thể nào. Cho nên hiện tại người trẻ tuổi khó dạy, các trẻ nhỏ không dễ gì dạy được. Nguyên nhân khó dạy này do đâu? Do xem thường đi giáo dục nền tảng. Người hiện tại thành thật mà nói, không hề nghĩ đến. Trong sách xưa còn có ghi chép một số. Tuổi tác này của tôi,
chỉ cần nhỏ hơn tôi một tuổi thì cái cơ duyên này không còn. Tuổi tác của tôi là từ tư thục đổi thành tiểu học. Khi tôi 6-7 tuổi đi học, chính là lúc đó đã đổi. Cho nên tôi còn học được 3-4 tháng tư thục. Vì sao thì biến thành tiểu học? Trong tư thục dạy tôn sư trọng đạo, trong tiểu học không có. Ấn tượng của tôi rất là sâu sắc. Chúng tôi ở nơi thôn quê, thôn quê có một vị tiên sinh dạy học ở nơi đó, dạy tư thục tổng cộng có 10+ học trò. Từ 6-7 tuổi đến 15-16 tuổi lên lớp trong một cái phòng. Cái tư thục này tổ chức trong một cái từ đường. Ngày đầu tiên đi học, phụ thân của tôi mang theo lễ vật, dẫn theo tôi bái thầy giáo. Trong tư thục cũng có lễ đường. Cái lễ đường đó là đại sảnh tế tổ trong từ đường. Ở trên đại sảnh cúng một bài vị rất là lớn, bài vị của Khổng Lão Phu Tử, thần vị đại thành chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Chúng tôi đi học trước tiên phải hướng đến bài vị của Khổng Lão Phu Tử, lễ ba lễ cúi đầu 9 lần. Phụ thân tôi dẫn tôi lại, phụ thân tôi ở phía trước, tôi ở phía sau lại theo ông. Sau khi lại xong, Khổng Lão Phu Tử liền mời lão sư ngồi ghế. Kỳ thật tuổi tác của thầy giáo đều nhỏ hơn so với phụ thân của tôi. Mời lão sư ngồi ghế, phụ thân tôi ở phía trước, học trò chúng tôi ở phía sau, hướng đến thầy hành lễ 3 lần quỳ, 9 lần cúi đầu. Gia trưởng dạy trẻ nhỏ lại lão sư, chúng tôi ở phía sau lại theo. Chính mắt thấy phụ thân của chính mình hướng đến thầy hành lễ 3 lần quỳ, 9 lần khấu đầu. Đây gọi là tôn sư trọng đạo. Chúng ta không dám khinh mạng với thầy giáo. Phụ thân của ta thấy thầy giáo thì quỳ lại dưới đất. Chúng ta làm học trò làm sao dám không kính trọng thầy giáo. Vậy quỷ phạm cụ túc, làm ra tấm gương tôn sư trọng đạo cho trẻ nhỏ xem. Không nói cho chúng nghe, giảng thì không ích gì, làm cho bạn xem. Cho nên chúng ta ngay trong một đời này có cái tâm sùng kính đối với lão sư hay không? Chính là dạy vào lúc đó. Hiện tại các vị đừng nói chưa thấy qua. Thầy giáo tiếp nhận gia trưởng lễ ngộ long trọng như vậy. Nếu họ không dạy trẻ nhỏ cho tốt, họ làm sao xứng đáng được với gia trưởng người ta? Trách nhiệm cảm. Đây là lễ xưa. Vào thời xưa chính là dạy bảo như vậy.
nhất định là phải làm ra tấm gương cho học trò xem. Học trò học tập thành công, học cái gì? Học giác ngộ. Không chỉ Phật Pháp chú trọng ở khai ngộ, nhà nho cũng chú trọng ở ngộ tánh. Tuyệt đối không dạy bạn đọc sách chết, không phải vậy. Phải có chỗ ngộ. Người xưa đối với cả đời của một người, mỗi mỗi giai đoạn, ưu điểm của họ biết được rất rõ ràng. Ưu điểm của trẻ nhỏ là sức nhớ tốt, chuyên môn lợi dụng ưu điểm của bạn. Những loại điểm tích cần ghi nhớ, ở vào lúc này thầy đều dạy bạn đọc qua, thuộc qua, cả đời bạn đều không thể quên đi. Đến 13, 14 dần dần giác ngộ rõ lý, vào lúc đó sẽ giảng giải cho bạn. Cho nên đem đọc cùng giảng giải phân ra làm hai giai đoạn. Đây là lợi dụng mỗi một giai đoạn của đời người, họ có ưu điểm của họ, không hề giống như giáo dục hiện đại. Giáo dục hiện đại thực tế mà nói không thể so được với loại giáo dục tư tưởng đó. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.